đứng sáng giờ sáng đúng rồi. Xung lên. Bên mình quýnh ra hai cầu là ngon. Đầu quýnh con cầu à. Về ra được hai cầu là ngon lắm nè. Má quýnh cầu. Đá không cho đội thành bò. Đây dành nè. Nó ngon lành gió tới là ngon lành. Mình bị cản cái này rồi. Bốn thang cho đội thành bò. Chấm mây này hơi lâu. Má nó mây bự á, mát. Ây da tốt. Anh ơi, tí nữa ký em hai cái luôn nha. Chứ gì nữa. Hay. Bắt luôn. Nè, cắt chắc vô. Đẩy không cho đội thành bò. Mày nói anh à? Đéo quá vậy. Nói anh à? Nãy vô nói anh kia nghĩ. Một cầu. Chết luôn rồi. Anh ơi, lưới thấp thì nói trọng tài tăng lên chứ đừng có kéo lên kì. Đẩy cho đội thành bò. Nó quá. 8-1 cho đội thành bò. Hai tám cho đội Vinh. 3 mét bên này, 1 mét bên này, 3 mét. Muốn cái lầu đụng không? Từ sáng giờ mới rụng có 2 trái à. Ôi thôi 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 thôi, thôi. Thôi. Em nói một trận rụng 2 trái thì anh còn nghe được. Ấy á, một trận này mới rụng có 1 trái à. Mấy trái nó rồi. Mấy trái. Mấy trái. Trận này 2 trái. 3 tám cho đội Vinh. 1 trái. Anh cho nghe anh rụng ít nhất 2 trái đúng không? 2 trái. Hai trái à. Một trắng hết, anh muốn làm một trắng của mày không? Đẹp không? Đúng cái giờ nếu mà em muốn thì em cũng biết cái cổ tay ra xíu tiện máy cổ tay rồi. Làm chấm cho lấy à. Em quýnh là em đập cái đầu. Chính ba cho mọi thằng nhà. Giờ hết dám gặp cái gì không? Phải dám gặp vậy hả? Hẹn gì anh Dũng chưa quýnh đúng rồi. Người ra ngoài quýnh vậy hơn sao? Điểm chính cho đội Vinh. Vô. Chê anh hả? Chê anh hả? Hãy đứng ra chặt đầu như vậy. Mười bốn cho đội thành bò. Đúng đường giữa ngồi em qua em thử đi. Anh đóng hồi nữa bể cái ngực. Ừ đứng đóng hồi bể cái ngực. Này muốn chạy à, này muốn chạy à. Thủ dài lắm. Thủ dài, thủ dài hết. Năm mười cho đội Vinh. Thủ dài, thủ dài nè. Thủ dài nè. Vô mẹ thủ được trái nên trong hoài. Rất ngon. Con à. Đeo à, quá. Mày nói chạy lỗ anh đâu. Nói chạy lỗ đâu, nó thủ giờ chạy lên trước. Mẹ, con. Ui. Má
trái sao cổ tay tốt mà không xa vô anh. Sáng rồi Vinh. Má tính lậu cổ tay tốt không biết ai vô. Chạy vô. Má gặp Thanh Dương chứ bằng cái bút hợp nhát cũng đừng chéo của thầy. Phải không Thanh Dương? Thầy chỉ cho Thanh Dương thôi. Ê! Thôi chết đầu. Vừa màu sáu cho đội thịt bò. Ông cha. Ông cha. 26 rồi được rồi. Thành đi lỗ em. Nè, ăn luôn, mình thôi hết sức rồi. Ông hơi dính chứ rồi. 36 cho rồi. Kết thúc set thứ hai, đội Mỏ Công thua đội Thịnh Bò. Hai đội bước vào set đấu thứ ba để giành chiếc vé vào vòng chung kết. Thành ơi, bá phụ anh Thành. Anh tức thiệt chứ anh.
ai ơi. Đá luôn á anh. Đá của anh Đinh. Trời ơi, ông nội kia ông lết luôn rồi. Trời ơi, sáu ba không gì nữa. Lấy phát ăn rồi. Bốn tháng rồi đồng đồ. Không đá chết vô. Mày đến rồi mọi người. Cũng gì? Ông hồi nãy chờ anh đúng không? Ở đây. Quý. Năm bảy rồi đợi thịt bò. Mình đi hiếu rồi, ông đi tí hiếu ơi, chạy không à. Để xong tiếng rồi hả? Rồi rồi. Kéo quần đâu quánh hả? Thu quá. Kéo quần đâu đánh vậy? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Minh. Chúc các bạn sức khỏe và an lành trong cuộc sống nhé.